Tin lời đường mật và nước mắt công nhân. Chuyện của một bạn là mẹ đơn thân quê ở vùng cao Thanh Hóa vào Bình Dương làm công nhân gần 10 năm với mức lương là 9 triệu. Ý chí và nghị lực lao động trong những năm tháng vừa qua, vừa trả tiền trọ, nuôi con, ăn uống tằn tiện rồi cũng dư ra khoảng tầm 200 triệu. Qua quảng cáo của một công ty bất động sản tại Dị An thì bạn này đã được dắt xem đất tập trung để rồi chốt mua một cái thửa đất xào đường đất không thổ cư với giá 570 triệu tại một huyện xa của Bình Phước. Tin lời hứa có bao nhiêu tiền cứ nộp rồi trả góp trong 4 năm, tặng hai chỉ vàng rồi công ty sẽ lên thổ cư cho. Trước sự hối thúc của sale cùng với không khí chốt cọc ầm, bạn này đã ký vào hợp đồng mua bán mà không chịu đọc kỹ với số tiền 200 triệu đã chuyển cho bên bán. Thế nhưng đến khi được công ty thúc ép trả hết 95% tiền theo hợp đồng, nếu không sẽ bị mất cọc. Bạn này tá hỏa và tìm đến tài, và mật ngọt đã biến thành mật đắng, không hề có điều hứa nào trên hợp đồng cả. Và bạn này chắc chắn sẽ mất cọc nếu không trả đủ tiền. 10 năm tích cóp mất trắng, hiện hữu nước mắt chảy dài, bởi đào đâu ra số tiền hơn 300 triệu để nộp trong khoảng thời gian 30 ngày. Cùng với có nộp đủ thì thiệt hại, bởi người trong nghề sẽ thấy rằng cái thửa đất đó giá hiện tại không quá 250 triệu. Đòi cọc bằng cách nào đây? Có giải pháp nhưng khá gian nan, bởi hợp đồng bất lợi hoàn toàn cho bên mua, lời hứa mồm thì bằng không. Qua sự việc này, tài mong mọi người hãy trách nhiệm với tiền của mình, đừng tin lời hứa ký hợp đồng mà không đọc kỹ cái nội dung trên hợp đồng. Do vấn đề nhạy cảm nên tài không công bố hợp đồng cũng như danh tính của bên mua bên bán. Bạn nào có giải pháp, nhất là các luật sư online nghĩa hiệp, nếu mà giúp được người mẹ đơn thân kia lấy được tiền cọc về, hãy IP cho tài, tài chia sẻ hồ sơ và đồng hành để cùng tìm cách giải quyết, tìm lại sự công bằng cho bạn này. Tài sẽ hỗ trợ tiền xăng xe, hỗ trợ bạn này miễn phí các bạn nhé.